Xin chào và rất vui được gặp các bạn trên kênh Hóng Cbiz. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Sáng ngày 21 tháng 5, đề cử Bạch Ngọc Lan lần thứ 27 đã được công bố, chỉ trao giải cho các phim được chiếu trên truyền hình. Lễ trao giải vắng bóng hoàn toàn các bộ phim chiếu mạng hot như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, cầm y chi hạ, lưu ly mỹ nhân sát. Sơn hài tình của Hoàng Hiên và Nhiệt Na Chát thắng đậm với 8 đề cử, trong đó có cả phim hay nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm được đánh giá rất cao trong năm qua, được phái nữ vô cùng yêu thích. 30 chưa phải là hết nhận 6 đề cử. Một điều được cư dân mạng tranh luận khá nhiều là rằng sự ảnh không được đề cử cả nữ chính lẫn nữ phụ. Trong khi đó, hội chị em Đồng Giao và Mao Hiểu Đồng đều được đề cử. Đàm Tùng Vận là ngôi sao 9X duy nhất được đề cử thị hậu nhờ lấy danh nghĩa người nhà. Cạnh tranh với cô nàng là Nghê ni Lưu Kim Tuế Nguyệt, Đồng Giao, 30 chưa phải là hết, Nhật Y Chát, Sơn Hải Tình và Diêm Ni, Trang Đài. Phía thị đế chứng kiến sự so găng quyết liệt giữa Trần Kiến Bân, Tam So Kích, Hoàng Hiên, Sơn Hải Tình, Vương Khải, Đại Sang Đại Hà Hải, Vua Hỏa Vĩ, Thời Đại Thức Tình và Trương Gia Ích, trang đầy. Một số bình luận của cư dân mạng. Đàm Tùng Vận ngon nghè nhỉ, tiểu hoa 90 được đề cử là rất tốt. Già nam chính khó chọn thực sự, Hoàng Hiên với vô hỏa vĩ quá ổn. Già nữ diễn xuất ấn tượng nhất là nhiệt y chát, nhưng vai diễn của đồng dao lại gây tiếng vang hơn. Sơn Hải Tình ăn đậm ghê, đề cử giải nào cũng có mặt. Danh tiếng bộ phim này công nhận quá tốt, sàn diễn viên bộ này danh tiếng cũng lên cao. Cô vẫn có đề cử Bạch Ngọc Lan bên cạnh các tên tuổi thực lực như thế này, chắc chắn nhiều người cày lắm. Thấy toàn chê người ta diễn không ra gì. Bạch Ngọc Lan ở cái tầm khắc hẳn kim mưng nên được đề cử cũng khá vinh dự rồi. Nhưng trong dàn nữ vẫn thấy nhiệt y chát diễn có hổ nhất, mong đoạt giải. Đồng giao đỉnh thật, rõ là vai phụ vậy nhưng đất diễn thì nhiều, do đá được giang sơ ảnh để được đề cử nữ chính luôn. Mọi hiểu đồng thi thành nữ phụ, Bạch Ngọc Lan lần thứ 27 dự kiến được diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 6 đến ngày mùng 10 tháng 6. Mới đây, thông tin Nhậm Giao Luân và Đàm Tùng Vận sắp đóng chung trong một bộ phim hiện đại khiến fan của cầm y chi hạ vô cùng vui mừng. Mạng xôi dưới chung đang xôn xao trước tin đồn, Nhậm Giao Luân và Đàm Tùng Vận sẽ hợp tác với nhau lần thứ hai trong một bộ phim truyền hình hiện đại. Bộ phim dự kiến bấm máy trong tháng 9 tới đây. Thông tin này khiến các fan của Cẩm Y Chi Hạ mừng rơn vì họ đã rất mong chờ sự tái hợp giữa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận trong một tác phẩm mới. Trước đó, nhiều khán giả đã phải thất vọng khi Cẩm Y Chi Hạ được làm phần hài nhưng không có sự trở lại của hai diễn viên chính. Nếu như Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận tái hợp, rating của phim có thể sẽ chạm nóc do lượng fan của cặp đôi này vô cùng đông đảo. Trong số các bạn diễn từng hợp tác với Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận luôn được chấm là người đẹp đôi nhất với anh. Kami hạ ra mắt từ đầu năm 2020 đã tạo ra cú nổ lớn về mặt truyền thông. Sự trái ngược trong tính cách của hai nhân vật Lục Dịch và Kim Hạ tạo nên một tình yêu thú vị, ngon ngào, lãng mạn. Phản ứng hoa của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận cũng ghi điểm mạnh mẽ cho khán giả. Phim đã kết thúc được hơn một năm, vậy nhưng âm vẫn còn tới hiện tại. Fan của cặp đôi chính vẫn ngày ngày treo thuyền, mong cặp đôi tái hợp. Cũng nhờ bộ phim này, danh tiếng của Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận tăng mạnh. Cả hai đều là gương mặt diễn viên được yêu thích, có nhan sắc và khả năng lực diễn xuất. Nhân Gia Luân liên tục có dự án mới, hợp tác cùng Bạch Lộc, Địch Lại Nhiệt Ba, Bành Tiểu Nhiễm. Còn về phía Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên đang quay một bộ phim hiện đại cùng với Lâm Canh Tần. Chúng mình là Cbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.